này nha. Chào các bạn nha. Mày tôi này đi xem có thấy tay và mặt bà không trong mạng không? Không có. Đây thế thì bà nói này nha. Đây cái đường sinh mệnh của con đây này nha. Vâng. Là giàu nhân, giàu đức, giàu tình cảm thôi chưa giàu tiền. Vâng. Đây. Mệnh... bao giờ thì giàu? Yên đi bà nói. Mệnh của con là can con hoàng này nhá. Vâng. Đấy có cái phúc âm đi theo này nhá. Vâng. Đấy, phúc âm là gia tiên nhà mình theo mình. Nha. Vâng. Cái lúc mà phấn đấu học hành thì hơi thua đấy. Nên chờ phải lo cho con. Vâng. Học hành kém hả? Cháu tuổi gì đây? Tuổi hợi, 83. Đúng, 83 bằng tháng 2 nhà cô. Vâng. Quý hợi có tài. Vâng. Không phải là kém về cái trí tuệ của mình đâu. Vâng. Nhưng mà mình cái hướng của mình phấn đấu lúc đó mình không cố lên. Vâng. Chưa? Đấy cho nên là cái quý hợi này tài lấn hay ra tài. Lúc đầu có khó khăn. Vâng. Năm nay 36 tuổi rồi nhá. Vâng, vâng. Đấy, bằng tháng 2 nhà cô. Nhưng vân tay chữ M thì cháu không danh này thì danh khác. Sao ạ? Cháu không danh này thì danh khác, cháu hiểu chưa? Vâng. Đấy. Ví dụ cháu tọa nguyện là cháu phải lên đảo nhá. Vâng. Lông mày cho lông mày chối nhá, chán rộng. Hiểu chưa? Vâng. Mắt là phải vào công an điều tra là biết đúng với cháu. Nhưng cháu không tọa nguyện để mà lên trưởng phòng rồi lên giám đốc nhá. Vâng. Nhưng không tọa nguyện nhưng mà không danh này thì danh khác. Cháu vẫn có danh này này. Danh là cái dụ như nghề nghiệp buôn chải của mình. Vâng. Nhá, kinh doanh hoặc là mở tiệm. Vâng. Hoặc là ông chủ. Vâng. Nhá. Đấy. Thì tay này là tay chữ mở hoa thì cháu không khổ đâu bà khẳng định như thế. Vâng. Nhá. Người ta 35 tuổi, 36 tuổi người ta chưa có manh tình vắt vai nhưng mà cháu có vợ có con rồi. Nha. Chưa, cháu chưa có vợ rồi. Không, bà khẳng định là có vợ rồi. Đừng có nói dối bà. Thôi cháu rồi này. Không biết, nhưng mà bà khẳng định là cháu đừng tỉnh với cháu rồi. Chưa có vợ nha. Có vợ rồi. 36 tuổi chưa có vợ, nói chưa có vợ chứ. Có vợ rồi. Đấy, chứ không hay không, bà khẳng định như thế. Không thì vợ chồng trục chặt chứ bà khẳng định với mày luôn. Bàn tay của cháu chưa có vợ luôn. Mệnh của cháu là có vợ rồi. Chưa có vợ luôn. Chưa có vợ là đó là cháu bị gián đoạn là bị rồi. Được rồi, được rồi, sẽ được đấy. Không, thằng này là quý hợi năm nay 36 tuổi. Hắn có chạy từ lúc 27 tuổi đây. Nhưng mà chắc trục chặt như thế nào rồi. Vì căn của cháu, căn con hoàng. Đấy, cho nên là cháu không biết. Vì cháu là căn con hoàng, cháu phải trình chầu, trình lính. Lúc 13 tuổi. Đấy, thì hắn cứ được danh nhắn với đỡ trục chặt kỹ thuật. Đây là trục chặt kỹ thuật chứ không phải là không có vợ. Có nhận với bà không thì để bà nói tiếp. Chưa có vợ thì nói chưa có vợ chứ cứ bảo có là sao đấy. Nhưng mà cô mà trục chặt rồi chắc là mỗi không có trục chặt, chưa yêu ai luôn. Cháu nào mới có thể yêu. Nhưng mà đường tình của cháu thì bà thấy là có rồi này. Đường tình nào? Dạ biết sao, đây này đường tình. Chưa có vợ, 36 tuổi. 36 tuổi quý ơi, nhận tôi có tài nhưng hay ra tài đấy. Nhá. Thế là cháu nói thật là cháu là căn số không biết. Thầy cũng bán số chưa? Đi hết rồi. Đi hết rồi. Đi hết rồi thì đang cầu được rồi đây này. Yên tâm đi. Năm nay 36 thì sang năm 37 là có đạt được đây này. Nhá. Xem là sang năm thế nào? Sang năm cháu sẽ đạt được. Được cả thêm người thêm của. Công danh thì như thế nào? Đây. Công danh sự nghiệp như thế nào? Bà mới nói là sang năm 37 tuổi thì công danh này, sự nghiệp này, tình duyên này đạt được nhá. Nhưng cháu phải giữ về cái hạt chưa? Vì 37 tuổi là có hạt sao chiếu, cháu giải xung hạt đầu năm đi một tí nhá. Cháu cẩn thận thì cũng giống như đường tình cháu chưa có vợ này, vì là cháu không biết. Cho nên bà, bữa nay bà bói ngay như sang năm có sao thì cháu cũng chứ giải sao đi một tí nhá. Đầu năm cháu giải sao đi một tí. Thấy chưa? Đường này là đường tình nhá. Đường này là đường trí tuệ. Đường này là đường công. Xem, đường trí tuệ thì sao? Đường trí tuệ cháu nó không phải người không thông minh. Không thông minh à? Không phải là người không thông minh. Tức là có thông minh nhá. Để ý việc gì là làm được việc đấy. Rồi. Nhưng mà chưa có vợ là căn số là một, thứ hai nó vụng tám. Rồi. Bà nói vậy
giờ năm nay là 36 tuổi rồi. Cháu nên là cẩn thận về thay cung rồi, cầu kêu rồi thì yên tâm. Nhưng hơi lì mặt vào mà tán đi một tí để mà năm 37 đi cưới nhá. Nghe chưa? Thế còn cái còn khô khăn định là sang năm công danh tài lộc 37 sẽ làm ăn được. Rồi. Nhà lo được việc lớn. Rồi. Chắc là cưới vợ được, lo được việc lớn. Rồi. Nhá. Nhưng còn có mấy cái sao chứ mày nên giải sao đầu năm tị. Đường con cái như nào? Đây nhá. Giải sao thì tị. Đường con cái thì nó thật là tốt cô, tốt con đây có việc cái gì đâu. Rồi. Nhá. Đất cát nhà cửa đây à, mồ má sống không ích kỷ. Rồi. Quý hợi này sống rộng lắm. Rồi. Rộng là hơi thiệt. Thế còn gì là căn số của cháu căn Hoàng Hoàng. Căn ông nào cơ? Căn ông Hoàng. Ông Hoàng. Ông Hoàng à? Ông Hoàng là ông Hoàng nào chứ? Ông Hoàng là hội đồng là mới mang ngày gì là các quan, hội đồng các quan thì nó thật cháu nghĩa cả mình căn Hoàng là Hoàng 7. Nghĩa cả quan Hoàng 10. Rồi. Ca Hoàng 7 lớn Hoàng 10. Sao mà long căn thế? Hai đấy, cháu kinh nghiệm có đúng không? Tiền bạc thì như thế nào? Mà tay này tay sướng rồi chưa biết khổ đâu. Cái là muộn tí vợ thôi. Tay nhỏ như thế là con gái nữa. Búp măng đó. Búp măng gà. Quá đẹp. Tay như cháu bảo là thằng con thứ hai nhà cô thôi. Nong tiền bạc thì như thế nào? Xong hết đi đã xong được cái bà gì đâu? Bà nói là tiền bạc là cháu thất thoát tiền tài đến hai lần rồi đấy. Đâu đâu? Chỗ nào? Thứ hai cái đường đây này nhá, bà mới nói này nhá. Đường thất thoát tiền tài này. Đâu? Đây. Nhá. Sau lại có tiền bạc thì không? Đấy. Số giàu hay nghèo? Bà nói là quý hợi không khổ đấy còn. Không khổ nhưng mà biết là giàu hay nghèo biết sao được? Hay là bình thường? Sao lại không biết? Quả kim tinh đầy đặn thì giàu chứ không giàu. Nhá. Rồi. Một cái chưa có vợ thì nó là cũng chưa tu lắm được thôi, chưa giữ được nhiều thôi. Có vợ đi đấy giữ. Đấy. Bà chúc cháu nhá. Cháu đi quần bà. Nhà cửa thì như nào? Nhà cửa bàn tay này bà nói là được cái âm phúc nhà mình, âm phúc của bố mẹ nhá. Bản thân bố mẹ cũng là cây ô che cho mình. Rồi. Có nhà có cửa không phải là thân lập thân đâu. Rồi. Nhá. Rồi. Cháu phải bằng lòng đi. Rồi. Còn cháu chưa có vợ thật, đó là cháu căn số của cháu bà nói rồi. Rồi. Phải biết trình chầu trình đính từ lúc 13 tuổi. Rồi. Thay cung để mà cưới duyên cắt duyên năm. Rồi. Nhá. Để mà xe duyên trần. Rồi. Sớm đi để mà cũng đạt được ý. Rồi. Nhưng mà chờ để muộn rồi mới lo. Chờ lo rồi thì yên tâm. Rồi. Sang năm 37 tuổi thì chắc chắn là lo được công việc lớn. Rồi. Nhá. Nhưng mà cô dặn này đã lẽ đầy đủ rồi nhưng mà yêu ai phải nhiệt tình và lì nhá. Rồi lì à? Phải lì mà phải chiều người ta. Chiều người ta mới được à? Rõ ràng đi. Chiều người ta một phút nhưng mà người ta chiều chốt cả một đời cơ. Rồi. Nhá, chúc cháu nhá. Cháu như con nhà bà thôi. Quý hợi, sang năm không bà có tài năng gì đặc biệt à? Sao lại không có tài, tay này có tài đây này. Cái quý giàu bà nói này nhá. Đây này. Rồi. 37 em nói có sách máy có chứng đây này nhá. 37 sang năm có sao La Hầu. Rồi. Mà nam la nữ kế. Rồi. La Hầu là nặng thì sang năm cháu giải sao đi một tí. La Hầu là nặng à? Ừ. Nam la nữ quê kế mà. Rồi. Nữ mà kế đô thì là đây này, nữ kế đô là nặng. Nhưng mà cháu là nam la nhá. Là nặng. Lăng lắm à? Có nặng chứ sao chứ mệnh mà lại không nặng. Cháu nên là giải sao một tí, không phải là giải sao là tốt. Thế không được xem chỉ mâm, không phải mâm cao có đầy. Thế không xem được vợ sau này như nào à? Vợ con sau này như nào à? Vợ con sau này như thế nào? Sinh lão mệnh tử, sinh lão mệnh đẹp quá nhỉ. Sau này nó thật, bà nói rồi, nuôi con cũng tốt, có vợ thì thêm người, thêm của, thêm cả tình cảm, thêm cả được con. Nghe chưa? Nên cháu chứ yên tâm nghe bà nhá. Bình tĩnh lì mặt ra, cố gắng lên. Cố gắng lên à? Ừ nhá. Vâng. Cố gắng lên. Có sinh duyên nào bà cho cái duyên? Không sinh. Ừ thì thôi nhá. Chúc cháu nghe bà. Không việc gì hết. Không việc gì hả? Rồi, cảm ơn các bạn xem video nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy bấm like, comment và hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh mình nha.